Cô đã sinh lớp 11 và lên làm gương mặt trường chuyên. Cô gặt hái nhiều thành tích và giải thưởng cao trong học, đạt được 1.500 điểm sát ngay từ lần thi đầu tiên. Mặc dù vậy, ăn trong việc tìm ra đam mê thật sự để từ đó lựa chọn ra chuyên ngành học phù hợp. Sam đang học lớp 10 tại một trường quốc tế. Cậu có đam mê và đạt nhiều trong âm nhạc và muốn tiếp tục theo đuổi chuyên ngành sản xuất âm nhạc tại Mỹ để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, cậu chưa biết bắt đầu quá trình chuẩn bị hồ sơ từ đâu khi đi học một chuyên ngành kén người học như vậy. Minh đang học lớp 12 tại một trường trung học ít tên tuổi. Bạn học bình bình, không biết mình thích gì và muốn học ngành gì ở bậc đại học. Mặc dù bố mẹ khuyến khích Minh nộp hồ sơ du học Mỹ, nhưng Minh không nghĩ mình có thể làm được. Minh cần một người dẫn đường, giúp bạn hiểu rõ bản thân mình trước khi lựa chọn học đại học hay cao đẳng nghề tại Việt Nam hay ở nước ngoài. Hiểu được những trăn trở đó, Apex triển khai chương trình hành trang du học Mỹ US College Readiness Course. Đây là chương trình cung cấp thông tin và trải nghiệm thực tế, giúp học sinh khai phóng tiềm năng, định hướng ngành nghề và xây dựng một lộ trình chuẩn bị hồ sơ hiệu quả vào Đại học Mỹ ngay từ lớp 9. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình bao gồm bootcamp hướng dẫn học sinh khai phóng tiềm năng, phát triển kỹ năng và định hình đam mê thông qua các dự án thực tế, chuỗi tọa đàm định hướng nghề nghiệp từ những chuyên gia đang làm việc và sinh sống tại Mỹ, các hội thảo chuyên đề cập nhật thông tin xác thực về trường Mỹ, kỹ năng viết luận, trợ tài chính và học bổng, môi trường sống, học tập và làm việc tại Mỹ, chương trình tham quan tìm hiểu các trường đại học Mỹ. Khi tham gia chương trình core của APUS, học sinh có thể điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, xây dựng và triển khai các hoạt động ngoại khóa phù hợp với thiên hướng và đam mê của mình. Lựa chọn môi trường học thuật và ngành nghề phù hợp với khả năng và nhu cầu tuyển dụng tại thị trường Mỹ. Xây dựng lộ trình chuẩn bị hồ sơ vào Đại học Mỹ từ sớm, từ lập lộ trình ôn tập các kỳ thi như ACT, SAT, cho đến làm mạnh những cấu phần trong bộ hồ sơ đại học để trường Mỹ hiểu rõ hơn về con người bạn. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ nhà trường, gia đình, chuyên gia tư vấn để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Chỉ kỹ năng cần thiết sức khỏe thích ứng hiệu quả trong môi trường học và làm việc tại Mỹ. 6 năm triển khai, 100% học sinh tham gia chương trình core của Avis đã đỗ vào hàng trăm trường đại học hàng đầu của Mỹ theo nguyện vọng, tiêu biểu như MIT, Stanford, Cornell University, UC Berkeley, Emory, University of Washington, New York University. Đăng ký tham gia hành trang du học Mỹ Core tại đây để có cơ hội tham gia miễn phí một trong những hoạt động của chương trình, từ đó giúp bạn nâng cao các kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đến với nước Mỹ ngay từ bây giờ. Và xin chào tất cả các bạn, những người tham dự đã đến với chuỗi tọa đàm, một series, một chuỗi những tọa đàm trực tuyến Webinar College Fit thuộc dự án hành trang du học Mỹ US College Readiness Core mà APUS triển khai cho những bạn học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ. Và dự án này sẽ giúp cho các bạn có thể tương tác với những người mà đang học, đang sống và làm việc tại Mỹ để chia sẻ những cái thông tin hết hết sức là xác thực, hết sức là cập nhật để giúp cho các bạn có thể có được một cái định hướng, một cái chiến lược tương đối chuẩn xác khi mà các bạn lựa chọn Mỹ là một cái địa điểm để học tập cũng như là làm việc sau này. Và để tìm hiểu về chương trình hành trang du học Mỹ của APUS thì các bạn có thể đăng nhập vào theo đường link apusvietnam.com gạch chéo hành trang du học Mỹ, và có thể các bạn đăng ký email ở phần cuối để nhận những cái thông tin sắp tới về những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi. Thì trước khi bắt đầu thì các bạn vui lòng tắt tiếng và tắt hình video trong lúc tham gia. Cảm ơn mọi người. Và ngày hôm nay thì trong cái chuỗi tọa đàm về chúng tôi gọi là tìm trường, tìm được cái môi trường phù hợp nhất với mình, thì chúng ta sẽ đến với thành phố Ithaca và sẽ có hai bạn đang học, đã và đang học ở trường Cornell University để chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm mà các bạn đã có trong cái quá trình sống, học tập và sau này thì cũng đã là một cái nền tảng để các bạn có thể xin được những cái công việc mình mong muốn phù hợp với bản thân mình.
thì với triết lý giáo dục là luôn tạo điều kiện để bất cứ ai dù ở nền tảng nào, thu nhập, tôn giáo, sắc tộc như thế nào, giới tính ra sao thì đều có thể theo đuổi một nền giáo dục bình đẳng và tự do, khám phá tri thức. Đến tận cùng của tri thức thì Cornell University thì không chỉ được biết đến là một trong 8 trường Ivy League của Mỹ. Và nhắc đến Ivy thì chắc là các bạn đang tham gia ở đây có thể là đều quan tâm đúng không? Đến cái thương hiệu Ivy League này. Nhưng mà tuy nhiên thì có thể các bạn chưa biết rằng là Cornell University cũng là cái nôi mà sản sinh ra rất nhiều những học giả, những cái nhà lãnh đạo, những tri thức mà có tầm ảnh hưởng và luôn luôn cố gắng tạo ra những cái ảnh hưởng của mình cho cộng đồng xung quanh. Và đến năm 2019 thì một cái thống kê tương đối của chúng tôi thì trường có 59 cựu sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh đã đạt giải Nobel. Và hiện tại thì trường có khoảng trên dưới khoảng hơn 14 tỷ phú còn đang sống, tức là họ cũng có những cái thành công từ những cái lĩnh vực học thuật cho đến kinh tế vân vân, và họ đều có những cái đóng góp mà rất là tích cực cho cộng đồng. Vậy thì làm sao, đúng không? Chúng ta tò mò là vì sao môi trường này đã giúp cho đào tạo được những cái nhân tài như vậy. Thì chúng tôi xin mời hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Nguyễn Hoàng Phong và bạn Phạm Phương Thúy chia sẻ một chút về mình và một cái lý do đặc biệt nào đấy vì sao có thể là bạn đã được nhận vào một số trường mà bạn lại chọn điểm dừng chân là Cornell. Xin mời hai bạn. Lady first hay sao? Lady first. Okay. Tinh thần chủ động của các bạn. Xin mời Thúy. Thì xin chào mọi người, mình tên là Phương Thúy, thì hiện tại em đang học năm 3 tại Đại học Cornell, ngành khoa học máy tính, Computer Science. Thì lý do em chọn Cornell thì thực ra thì cũng có hai lý do chính. Thì thứ nhất là ở trường Cornell thì là nó rất là tự do trong việc là chọn các môn học, và trường có một cái thông điệp là any person any study. Thì bên cạnh cái ngành học của em thì em cũng có hứng thú, có rất là nhiều cái hứng thú các ngành học khác, mà ở trường thì trường lại rất là ủng hộ việc học sinh là trải nghiệm những cái lớp học ở các minor khác nhau, ở các college khác nhau. Thì em đã trải nghiệm rất là nhiều về bên business hay là về khởi nghiệp entrepreneur, cũng như là những cái hứng thú về kiểu âm nhạc của em thì trường rất là support. Thì đó là lý do đầu tiên. Còn lý do thứ hai thì em nghĩ là Cornell cũng rất là support các bạn trong việc là làm các dự án cá nhân cũng như là các dự án theo nhóm, để có thể hỗ trợ làm kiểu tìm công việc chẳng hạn. Thì nó không phải là một nguồn hỗ trợ trực tiếp, nhưng mà chính là về các dự án cá nhân, những dự án theo nhóm đó mà em có thể thuyết trình được với các nhà tuyển dụng, cũng như là cũng có thể thu hút được những cái công ty lớn tập trung vào hồ sơ của em. Thì đó là hai lý do chính mà em chọn Cornell. Vậy thì cái thương hiệu Cornell nó giúp cho một người mà đã ra trường như Phong như thế nào? Xin mời Phong. Nói chung cái thương hiệu Cornell thì nói chung nó rất tốt. Em thấy là Cornell dĩ nhiên là giống như các trường Ivy khác và các trường tốt khác, có thể là nó không hơn các dĩ nhiên là không hơn nhiều trường tốt khác, nó cũng tương đương với những trường tốt khác thôi. Nhưng mà mọi người nghe đến Cornell thì mọi người đều sẵn sàng làm một việc gọi là open doors, nó mở mở ra cánh cửa. Nhất là mọi người sẽ dừng lại và cho mình một chút thời gian để có thể nghe cái câu chuyện của mình và bắt đầu tìm cho mình một chút cơ hội để có thể chứng tỏ cái khả năng của mình. Em thấy cái background của em thì là học ngành chemical engineering, nhưng mà về sau này lại đổi sang làm computer science, làm về machine learning và data science. Thì bình thường đổi như thế cũng khá là khó khăn, nhưng mà em nghĩ là việc có cái thương hiệu Cornell nào nó cũng giúp được khá là nhiều. Dù mình đổi trái ngành một chút nhưng mà mọi người cũng vẫn sẵn sàng cho mình thêm một chút cơ hội để mình có thể bày tỏ khả năng và câu chuyện bản thân hơn một chút. Và mình thấy là hai bạn đã rất là tự tin ấy, chủ động giới thiệu và có cả một chút khiêm tốn nữa, đúng không? Dùng từ một chút đấy.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi sang đến cái phần tiếp theo đúng không? Là những cái gì mà các bạn vừa mới chia sẻ, cái niềm tự hào của bạn ấy, thì đâu là cái yếu tố mà bạn cảm giác là tự hào nhất ấy khi nói về trường, và có điều gì khác biệt ấy trong văn hóa? Mình nghĩ đây là một cái sự so sánh nó không không phù hợp lắm, nhưng mà các bạn cũng có thể là đã có những cái trải nghiệm với, tức là bạn đi tham quan những trường khác rồi, bạn cũng nói chuyện và tương tác với những sinh viên ở những cái trường khác rồi, thì bạn thấy rằng là Cornell có những cái điểm gì khác ấy so với những trường khác, ví dụ như là trong nhóm Ivy League chẳng hạn. Xin mời hai bạn. Cái này thì chắc là vì Phong ra trường lâu lâu hơn rồi nên là cho Phong nói trước xong cho Thùy update thêm sau về những cái diễn biến mới hơn. Nhưng mà trước đây thì giống như Thùy nói về Phong rất thích cái motto của Cornell, đấy là any person any study, bất kỳ người nào có thể học bất kỳ ngành nào. Thì thực ra Cornell phải nói là một trường rất là mạnh rất là đều, về engineering cũng rất là mạnh, về cái trường liberal arts là art and science rất là mạnh. Ngoài ra các trường nhỏ khác, các trường nhỏ hơn khác như là về kiến trúc rồi về thời trang rồi các ngành, nói chung hầu như ngành nào cũng làm, cũng có một khoa rất là strong ở Cornell cả. Thì là một điểm lợi rất là lớn, vì thực ra là lúc mà được được nhận vào Cornell thì Phong được nhận vào trường Art and Science, là trường Liberal Arts College. Xong rồi về sau thì Yên Phong thì cảm thấy Liberal Arts là không phù hợp với cả cái mục tiêu cuối cùng của mình, đấy là ở lại Mỹ và làm việc ở nước Mỹ, nên là đã đổi sang Engineering. Và ở một số trường khác thì có thể việc đổi nó, một là khó và thứ hai là có thể cái chất lượng của nó cũng không được như là mình mong muốn. Nhưng mà ở Cornell thì chuyện đấy hoàn toàn là rất là đơn giản. Cả về thủ tục đổi và cả về cái sự yên tâm là cả tám bảy tám college trường đều đều rất là mạnh và chất lượng cực kỳ cao. Đấy là điểm độc đáo. Hay quá, sự linh hoạt đúng không, và luôn luôn theo đuổi đến tận cùng tri thức, nên là người ta sẽ tạo điều kiện cho mình ấy một cách tối đa để mình có thể theo đuổi những cái mà mình tò mò muốn khám phá. Thế còn Thúy thì sao? Thì em thì sẽ thứ nhất thì em bổ sung thêm cho anh Phong một tí là khi mà mình được admit vào trường thì mình sẽ admit as a unaffiliated major, có nghĩa là người ta sẽ nhận mình vào trường mà mình không phải là major bất cứ một cái nào cả, thì khác với các trường khác. Thì ví dụ khi nhận bạn vào trường, bạn đã là ngành khoa học máy tính rồi, hoặc là bạn đã là ngành toán rồi, hoặc là bạn đã là ngành âm nhạc rồi, thì ở Cornell thì nó không có việc đó. Thì trường sẽ bắt là năm đầu tiên các bạn sẽ phải lấy những cái lớp Introduction to Major, có nghĩa là bạn có thể lấy, như em thì em bắt buộc phải lấy ít nhất là hai lớp Introduction. Thì em đã lấy lớp Introduction to Electrical ECE Computer Engineering là về ngành điện, cũng như là em cũng lấy intro to ngành gọi là ngành kinh doanh. Có nghĩa là em trường bắt mình, trường tạo khả năng và trường cũng một phần nào đó bắt học sinh là phải trải nghiệm những cái ngành khác nhau trước khi mà mình quyết định là mình sẽ học ngành gì. Ví dụ như em biết là em sẽ học ngành computer science rồi, nhưng mà lúc mà vào trường thì em cũng phải đi qua những cái lớp intro tới các ngành khác nhau đó để em biết được là ngoài cái ngành mà em đã chọn ra thì còn có những option nào khác và nó như thế nào. Thì em thấy đó cũng là một điều rất là đặc biệt ở Cornell. Và cái thứ hai em muốn nói là ở trường thì rất là support, như lúc nãy em đã nói thì trường rất là support các bạn làm các dự án cá nhân. Thì ở trường engineering có một cái program gọi là Project Teams. Thì Project Teams nó giống như là một cái câu lạc bộ nhưng mà nó hơi hướng học thuật một tí. Nó là nơi mà tất cả mọi người có thể tới và làm một cái dự án, hoặc là làm nhiều dự án liên quan đến nhau trong cùng một lĩnh vực nào đó. Có những cái dự án ví dụ như là làm tên lửa, có những cái nhóm làm tên lửa, có những cái nhóm làm xe đua, tùy vào ngành học và tùy vào hứng thú của mọi người. Ví dụ như em thì em tham gia vào nhóm làm phần mềm cho các học sinh của trường sử dụng. Thì hầu hết các phần mềm của học sinh của trường sử dụng, như là phần mềm mà để coi là hôm nay mình ăn cái gì nè, hoặc là phần mềm để chọn phòng ở thư viện, hay là các phần mềm hỗ trợ khác, thì đều là do các nhóm học thuật này mà ra cả. Thì những nhóm này thì mọi người có thể làm những dự án cá nhân, những dự án nhóm, mà cũng có thể học được rất là nhiều từ các bạn mà cùng một cái mindset, cùng một cái định hướng
nghề nghiệp chung với mình và cũng như là Abus để chia sẻ từ đầu, thì ở đây cũng là những chỗ mà mình có thể tìm được những bạn cùng mindset mà có thể trao đổi để có thể tiến xa hơn trong gọi gọi là apply công việc cũng như là trong các lớp học. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ thêm ý về cái sự linh hoạt của trường như thế nào. Và Thúy đúng không, là học sinh đang học ở trường ấy, là nhớ lại là cái cách mà mình lấy môn như thế nào ngay từ năm nhất ấy, và cái cách mà em tham gia những cái hoạt động ở trường, đóng góp vào cái cộng đồng sinh viên của trường như thế nào. Vậy thì để khi mà các em làm việc với các bạn ấy, thì các em có thấy các bạn có những cái điểm gì đặc biệt không? Và nếu mà để có một cái giả ngắn gọn về sinh viên của trường ấy, thì có những cái tính từ nào, ví dụ có ba tính từ ấy, thì em sẽ chọn ba tính từ nào để mô tả về về cộng đồng sinh viên ở Cornell? Em nói trước nhé, có một từ về lúc nãy em cũng thấy đó là competitive. Thì ở Cornell thì mọi người rất là competitive, nhưng mà in a good way, không phải là mọi người ganh đua nhau mà là ý là mọi người sẽ cùng nhau tiến bộ, nghĩa là à thấy bạn mình đã làm cái dự án đó được kiểu 80% rồi thì bản thân mình cũng phải phấn đấu và cũng sẽ làm ra một cái gì đó mà cũng ở một cái mức độ tương đương, hay là cũng có thể để mình có thể nói chuyện với nhau. Ví dụ như là khi mà em nói chuyện với bạn thì em có thứ để nói, khi mà bạn chia sẻ về dự án của bạn thì em cũng có thứ để chia sẻ về dự án của em, thì nó là cũng là một dạng peer pressure nhưng mà cũng là thêm một hướng tốt. Thì đó là từ đầu tiên. Còn từ thứ hai thì chắc là cooperation, thì tại vì ở Cornell thì mọi người làm việc theo nhóm rất là nhiều, theo team rất là nhiều, thì mọi người cũng phải develop a sense of collaboration with each other. Thì em thấy điều này cũng thể hiện rất là rõ. Còn tính từ thứ ba thì tạm thời em chưa nghĩ ra, không biết anh Phong có nghĩ ra được. Chắc là trong ví dụ nói trong gọi là trong các Ivy Cornell, chắc là collaboration là hardworking, anh thấy thế. Kiểu thực sự anh cũng cảm thấy là Cornell thì phải nói chương trình học khá là nặng, nhất là compare so với cả nhiều trường khác thì sẽ học sinh phải thích nhiều môn hơn, và nói chung reputation kiểu danh tiếng của nó là độ độ khó của các môn cũng cao hơn. Ví dụ như là nhiều trường thì cứ học tàng tàng thôi, đến cuối năm các thầy cô cũng sẽ kiểu cân bằng lại điểm và cho mọi người A hết, nhưng mà Cornell thì không thế. Nhiều môn thi cuối kỳ các thứ họ sẽ cướp về điểm B, hoặc là thậm chí là B minus, chứ không không cướp về điểm A hoặc A minus như trường khác. Nói chung là thực sự nếu mà xác định là vào Cornell thì mọi người xác định là sẽ phải work khá là hard. Và cái đấy thì thời gian mà nói thì cá nhân quan điểm cá nhân của Phong là không phải work hard thì chúng ta cũng tốt, cứ cắm đầu vào làm không phải là cũng tốt, có thể cái đấy không phải là phù hợp với cả cái tính cách của mình. Có thể là mình là người thích kiểu explore nhiều thứ hơn, hoặc là mình là người thích balance một chút giữa việc làm đi học ở trường và làm các việc ngoài khác ngoài trường hơn một chút, thì có thể cái work hard thì không không phải là cái mà mình mong muốn, nên là mọi người cũng nên cân nhắc cái chuyện đấy. Nhưng mà ngược lại thì tự nhiên là work hard thì nó sẽ tạo cho mình được cái gọi là gì, gọi là work ethics, gọi là cái đạo đức làm việc tốt, mà về sau này thì nó Một cũng cái giúp kỷ luật đúng không? Một kỷ cái luật, kỷ đúng luật. rồi, kỷ luật, mà cái đấy kỷ luật thì cũng quan trọng cho sau này. Còn một từ nữa thì có lẽ là thực sự là Cornell thì cái về đó, Thúy nói nhiều về gọi là có thể gọi tạm gọi là những đức tính rồi. nhưng mà một cái mình thấy Cornell là gọi là về cái trải nghiệm của Cornell thì thực sự là nó khá là diverse, nó khá là đa dạng, vì là cái trường cũng khá to ấy. Nhưng trong số các Ivy thì nếu Phong không nhầm thì Cornell sẽ là trường to nhất, nhiều học sinh nhất trong số các trường Ivy, và thuộc loại cũng là to trong các trường ở ở phía các trường tốt ở phía North East. Nhất là cả cả cộng cả body của học sinh undergrad và học sinh graduate vào thì rất là to. Và vì nó to và nó có nhiều học sinh và nó có nhiều ngành như thế, nên là thực ra nếu mà ở trường mình chơi rộng rãi với nhiều người ấy, thì sẽ gặp được rất nhiều người có những cái background rất là khác mình và đang làm những việc rất là khác mình. Cái đấy nó là một cái thực sự là cảm thấy rất là valuable, không chỉ trong việc là học hành và trong việc kiếm việc, nhưng mà thực sự trong cuộc sống mình cũng nên có một cái trải nghiệm, nên nên nói chuyện với những người làm những thứ khác hẳn mình, ví dụ nói chuyện với những người làm
về sẽ làm về họ đang học hotel school và làm hospitality về sau này chẳng hạn, hoặc là gặp quen được những người học art, học architecture, học những thứ khác hẳn mình đi, thì cuộc sống của mình nó cũng vui vẻ và đa dạng hơn. Và thực ra là mình cũng cảm thấy là cuộc đời mình nó cuộc trong cuộc đời nói chung nó cũng không không chỉ có những cái mà mình sẽ học và sẽ làm. Nhiều khi mình học và làm cái gì đó một thời gian thì mình sẽ bị kiểu quá là narrow và quá là kiểu tập trung vào cái vấn đề đó ấy. Mình quên mất là còn cả một thế giới ngoài kia mình nên quan tâm đến họ và mình nên pay attention to họ, thì để cái đấy ở còn nào rất là có giá trị. Ừ, xin cảm ơn hai bạn. Và có một cái yếu tố là các bạn sẽ phải rất là tập trung và chăm chỉ theo đuổi cái mà mình cái mục tiêu mà mình đề ra. Mình nghĩ là các bạn rất là committed, rất là cam kết ấy, để theo đuổi và phải cố gắng nỗ lực mỗi ngày ấy, để theo đuổi được cái mục tiêu đó. Và rất là thích cái ý của Phong ấy, chị rất là thích cái ý của Phong ấy, khi mà em nói về cái tính đa dạng ấy, cái quy mô của trường, thì thậm chí là đúng là Cornell là một trong những cái trường mà có là trường mà có số lượng sinh viên bậc đại học lớn nhất trong những trường Ivy League, khoảng hơn 15 nghìn sinh viên nếu chị không nhầm, và thậm chí là gấp đôi những cái trường như Brown, đúng không? Dartmouth, vân vân đó. Thì đấy là cái quy mô, chính vì thế là và nó cũng có rất là nhiều những cái trường con, nên là ví dụ như em nói rằng là có thể sang để nghe những cái câu chuyện của những bạn học ở bên quản trị khách sạn, đúng không, của trường. Đây là một cái trường rất rất là nổi tiếng, một cái trường con của Cornell ấy, rất là nổi tiếng, đào tạo về ngành quản trị khách sạn. Và Vui bây đấy. giờ rất là vui, đúng không, đấy, đấy. Có những cái góc nhìn rất là rộng ấy, và cũng có những cái góc nhìn và cũng có cái chuyên môn đủ hẹp, đúng không, cái tầm nhìn đủ rộng, nhưng mà mình cũng biết mình cũng có khả năng để chung vào ấy, cái chuyên chuyên ngành của mình. Đấy là một cái rất là đặc trưng ấy, và Cornell là một trường như vậy. Và bây giờ để mình nói tiếp về cái việc bọn em nói rất nhiều về cái môi trường học ấy, cái mức độ cạnh tranh, nhưng mà theo cái hướng tích cực, đúng không, lành mạnh của trường, thì bây giờ phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về học thuật nghiên cứu ấy, và cái cơ hội phát triển nghề nghiệp trong cái quá trình theo học ở trường và thậm chí là sau sau đó. Thế với Thúy thì đang là một người đang học ở trong trường ấy, thì em trước trước khi mà em vào trường em chọn chuyên ngành gì nhỉ Thúy nhỉ? Trước khi em vào trường thì em chọn là Dạ, computer đúng không? Dạ, chọn. Ừ. science. Thì lúc trước khi em vào trường thì em học ngành computer, em chọn ngành computer science, thì như em đã nói là em lúc đầu em vào thì em không có ý định là thay đổi ngành, nhưng mà em cũng đã kiểu trải nghiệm qua intro từ rất là nhiều ngành khác nhau để biết được là cái ngành, những ngành khác thì họ học cái gì, họ làm cái gì, để gọi là chắc hơn về cái chuyên ngành mình đã chọn, là cái chuyên ngành lúc trước mình đã chọn có hợp sự cho mình hay không. Thì đó, Ừ. Vậy thì đến khi vào trường, đúng không, là em được khám phá ngay từ cái năm đầu em được khám phá, và dẫn đến là mình có thay đổi một chút đấy cái định hướng của mình, đúng không? Thế thì khi mà em được khám phá như thế thì có cái lớp học nào ấy khiến cho em ấn tượng và quyết định là mình điều chỉnh lại cái ngành học của mình hay thì không? điều chỉnh lại thì cũng không hẳn, tại vì lúc trước em là CS thì bây giờ em vẫn là CS, nhưng mà cái định hướng học CS của em nó hơi khác đi một tí. Thì lúc trước thì em chưa có biết được là mình học CS mình sẽ học cái gì, thì lúc đó em chỉ nghĩ là mình đi học CS xong rồi mình sẽ học software, mình đi làm software, đó là những cái mix rất là phổ biến. Thì sau đó vào trường rồi em có tham dự lớp Intro to Entrepreneur, nghĩa là học về khởi nghiệp, thì em đã học làm cách nào để pitch idea, làm thế nào để gọi là sao ta, làm thế nào để thuyết trình cái dự án của mình, làm thế nào để tạo ra những cái business proposal. Thì em đã có rất là interest, rất là nhiều về việc làm việc ở startup. Thì không, thì thay vì lúc trước thì em giới hạn bản thân mình là mục tiêu là các big tech lớn, thì kiểu bây giờ em cảm thấy là ở làm việc ở các công ty khởi nghiệp hoặc là có một cái công ty khởi nghiệp cho bản thân mình, thì cái space of growth, cái khoảng mà mình có thể phát triển được thì nó lớn hơn, mình có thể lấy được nhiều responsibility, nhiều trách nhiệm hơn. Thì với lại em cũng pivot một tí, chuyển qua một tí qua làm về
quản lý dự án giống như là kiểu technical product manager, thì nó nhiều hơn về cái khía cạnh con người, là thay vì mình chỉ làm việc với máy, mình chỉ code, thì về làm product manager hoặc là technical product manager thì mình sẽ nói chuyện được với nhiều người hơn và biết được nhiều cái khía cạnh khác nhau của một cái product hơn, thì nó hợp với lại em là em vừa thích được nói chuyện với mọi người, vừa thích được khám phá nhưng mà cũng thích làm một tí gì đó technical, thì em biết là được là ngoài kia vẫn còn một vài cái vị trí nó fit với em hơn là ngành software engineer mà em kiểu chỉ chăm chăm và suy nghĩ ở lúc ban đầu. Đó. Thế đi sâu hơn nữa thì cái lớp học nào ấy em có thể nói chia sẻ thêm ấy về một cái lớp học mà em thích ấy, ở trường được không? Lớp học mà em thích ở Vì trường. sao lại hỏi cái câu hỏi đấy? Bởi vì chị nghĩ là nó đấy cũng là một trong những cái vì sao người ta họ chọn một cái trường tư đúng không? Và người ta lại muốn vào học ở một cái trường một cái trường tư có danh tiếng. Thì hẳn là ví dụ như là và US News họ cũng coi cái sĩ số lớp học ấy là một trong những cái tiêu chí để đánh giá ấy, cái chất lượng của trường. Tất nhiên là không phải năm nay nhưng mà những cái năm trước ấy là họ sử dụng cái yếu tố đấy ấy. Thế thì chị tò mò là bước vào một cái lớp học ở trường Cornell ấy, ví dụ như là trong cái chuyên ngành như em nói là Electrical Engineering ấy, thì có cái điểm gì thú vị không mà em thấy thú vị hay không? Hay là bởi vì là Thú nó đến vị. quá tự nhiên. Mình học cái đấy nó nạp những cái kiến thức này nó quá tự nhiên rồi mà mình không để ý. Hoặc là ví dụ như là không phải là cái lớp học về chuyên môn ấy, bởi vì là năm đầu thì em phải học những cái môn đại cương đúng không? Thì có những cái học nào mà nó bổ sung những cái kiến thức ấy mà mình chưa từng được học ấy trước đấy ở Việt Nam hay không? Thì hiện tại em đang lấy một cái lớp em thấy khá là thú vị là lớp lớp business proposal. Em học về entrepreneur với business rất là nhiều, cái bên cái computer science của em thì ở trong cái lớp này mọi người sẽ phải tập hợp lại. Lúc trước khi mà em suy nghĩ học software là em làm một cái product nào đó thì em chỉ chăm chăm vào khía cạnh technical của nó thôi, nhưng mà chính cái lớp học này đã thay đổi suy nghĩ của em hoàn toàn là technical product không quan trọng bằng cái việc là mình phải tìm kiếm được khách hàng của mình, bằng cái việc mình phải biết được là bản thân mình là ai, sản phẩm của mình có giá trị nào. Cái việc mình có cái sản phẩm đó thật ra nó cũng không phải là thiết yếu bằng việc là mình biết được là cái sản phẩm đó nó có hoạt động theo mình mong muốn được hay không. Thì trong cái lớp này em đã gọi là cái suy nghĩ của em nó bị flip 180 độ. Lúc trước thì em chăm chăm là mình muốn làm một cái gì mình muốn, sau đó mình chỉ cần có product là xong, nhưng mà thật ra nó không phải như vậy. Thì trong lớp này em được team với lại bạn mà tới từ nhiều cái background khác nhau, ví dụ như anh Phong đã nói thì tại vì trường mình rất là diverse, thì trong cái lớp học đấy thì em trong nhóm của em có một bạn về hotelry, có một bạn học y, cũng như có một bạn có tụi em có nhiều background khác nhau cùng thảo luận về một cái ý tưởng cùng một cái ý tưởng sản phẩm, và tụi em đã phải làm research là user research rất là nhiều. Có nghĩa là tụi em phải phỏng vấn hơn 50 bạn học sinh cũng như là staff ở trong trường và ngoài trường để verify, để thuyết phục mọi người là sản phẩm của tụi em là tụi em có ích và mọi người sẽ cần sản phẩm của tụi em như thế nào. Thì tụi em đã học được rất là nhiều về cái khía cạnh là phát triển sản phẩm mà lúc trước mà em chưa bao giờ suy nghĩ tới cái hướng đó, cũng như là học về các model này, học về các business model, nói chuyện được hơn với lại các thầy cô mà đã từng startup, hoặc là các cựu học sinh của trường được mời về trong các keynote mà đã từng startup. Thì tụi em học được rất là nhiều trong trải nghiệm của họ, trải nghiệm try and fail của họ. Mà cái mảng này thì lúc trước em chưa bao giờ touch tới cả. Về cái việc mà về cũng là do cái team của em nó diverse nên là em biết được là cái góc nhìn của các bạn ở các cái ví dụ như bạn ở Hotelly thì sẽ quan trọng hơn tới cái trải nghiệm của người dùng, kiểu người dùng feedback như thế nào và kiểu cái cycle nó ra làm sao thì em không có rõ. Hoặc là một cái bạn ở cái trường medical ấy thì bạn đó lại focus hơn về việc là người dùng sẽ có thiên hướng tiếp cận cái vấn đề đó như thế nào, là kiểu so với cách em nghĩ là kiểu chủ quan thì bạn đó sẽ khách quan hơn là thì nghiên cứu cho thấy rằng người dùng sẽ có xu hướng như thế này như thế kia, thì
em đã học được rất là nhiều trong cái lớp học đó, và hiện tại em cũng đang ở trong, em cũng đang check cái lớp đó luôn, và cũng sắp là phải thuyết trình và pitch cái product của em tới một vài investor, thì em cũng đang trong quá trình chuẩn bị, và nó cũng là một trong những hoạt động chính của em trong kỳ này. Rất là hay, bởi vì em có một cái trải nghiệm thực tập rồi, đúng không? Về mặt chuyên môn rồi. Và bây giờ là em đang tiến gần đến cái hướng product đây, đúng không? Manager đây, để phải nói chuyện với người dùng, nói chuyện với khách hàng ấy, thực tế của mình. Thế còn Phong thì sao? Cùng với cái câu hỏi này thì chắc là Phong đã là một người đắm mình rất sâu vào cái chuyên ngành hiện nay em đang làm rồi, đúng không? Bây giờ quay lại nhìn lại ấy, thì cái lớp học nào mà cảm giác là rất hữu ích ấy, khi mà em Dạ. Ở làm. em thấy trường thì chắc là kiểu cái journey của em ở trường nó không được focus như là Thúy. Thúy rất là focus. Em thì vào trường thì là vào với dạng là Advanced Science Biology, xong rồi học bao một thời gian thì em đổi qua Chemical Engineering. Nhưng mà trong lúc học Chemical Engineering thì cũng có một đợt em học khá nhiều lớp về Economics, và suýt nữa là tức là cũng đã interview cho nhiều công ty Economic Consulting và Management Consulting, và suýt nữa thì cũng kiểu đổi đổi một lần nữa để sang bên Economics, và có thể là vào Consulting. Thì em thấy đấy đấy là cũng một cái điểm Cornell giống như cái điểm trước, là đổi sang nhiều lớp như thế, nhưng mà các lớp đều đều cho mình một cái chất lượng, thứ nhất là chất lượng rất là cao, và thứ hai là đều cho mình cái perspective rất là tốt. Thì một một trong những lớp mà em thấy rất tốt đấy là lớp về intro to management consulting. Lớp đấy có giáo viên là một người đã make it to tận một người đã làm partner, tức là vị trí cao nhất trong trong một công ty management consulting khá là lớn ở Mỹ, và còn viết viết sách, có một cái framework riêng về trong 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 ngành management consulting ấy, thì framework rất là quan trọng để bà viết một cuốn sách riêng và một cái framework riêng của mình rất nổi tiếng. Thì bà ấy rất là thật nên nói, vì người đã có kinh nghiệm trong ngành rồi nên là rất thật và nói luôn hết tất cả những cái sự thật trong lớp, và trong lớp nó luôn hết sự thật là ngành management consulting nó như thế nào, cả cái điểm tốt và điểm không tốt của nó. Thì sau cái lớp đó thì em nhận ra là ok, yeah, maybe so for me, em không không thích học ngành này nữa, và chuyển ra không không mất quá nhiều thời gian vào nó. Thì đấy là một một ví dụ rất là tốt. Một cái lớp nữa mà cũng rất là hay đấy là khá giống Thúy, là lớp cũng làm một product project nhưng mà là trong ngành chemical engineering. Thì thực ra mà nói thì bây giờ em làm không làm về AI thì không không nên không dùng những kỹ năng cứng của cái major em nhiều lắm, nhưng mà những kỹ năng mềm như là trong kỹ năng trong lớp đó chuẩn bị cho khá là nhiều, nó cũng tương đồng với những gì Thủy đã nói, nó là kỹ năng teamwork, nó là kỹ năng về understanding, tức là hiểu về những cái hiểu về gọi là stakeholder, hiểu về người dùng end user của mình, hiểu về stakeholder tham gia vào cái project của mình, cả stakeholder mà là collaborator, tức là những người mà cùng làm project với mình, và cả stakeholder khác như là ví dụ như là khách hàng của mình, hoặc là sếp của mình, hoặc là hoặc là cả về gọi là legal, những cái nói chung là mỗi người đều có cái interest khác nhau và nó ra conflicting, và ở trong cái môi trường thật như thế, trong cái project đấy của em thì là có người từ công ty P&G, Procter Gamble về đặt đặt ra cái project đấy, và cũng là có những người làm manager các thứ ở Procter Gamble là cựu học sinh của trường về chấm chấm cái project của bọn em. Thì nói chung là có những trải nghiệm nó thật như thế ở trường là em này có một điều rất khó, và nhờ nhờ cái network rất rộng Cornell thì Cornell nó có khả năng cho em cái trải nghiệm đấy rất rất là valuable, rất là có giá trị. Và người dạy đã như thế đúng không? Rồi là sinh viên ra trường, cựu sinh viên ấy, đều được tuyển vào những cái vị trí tốt, và họ có được một cái hành trình nghề nghiệp ấy, rất là tốt như thế. Thế thì cái đó ấy, nó có lợi thế gì cho bọn em ấy, trong cái việc mà định hướng nghề nghiệp và tìm các cái vị trí thực tập ấy, trong cái quá trình học tại trường không? Chị mời một trong hai bạn chia sẻ trước đều được, vì chị biết rằng làm Phong ấy thì có một cái hành trình ngoạn mục ở việc là em lựa chọn một cái chuyên ngành ở bậc đại học, đúng không? Như vậy, Là nhưng mà sau khi ra trường thì em
thay đổi. đổi sang ngành khác. Và chị À, trả lời cái đấy luôn. nó phải Và nằm ở cái vision, chị nghĩ là ở cái tầm nhìn. Em nhìn ra cái gì đó đúng không? và đúng rồi, thì đúng là cái đấy đúng là rất quan trọng. Cái gọi là alumni network như chị nói nó vô cùng quan trọng. Và em học chemical engineering và ra trường thì em vào làm luôn data science. Thì cái job sau các bạn đi học, các bạn sẽ thấy là cái job đầu tiên sau khi ra trường nó là cái trường là cái job khó nhất, cái internship cuối cùng của trường, internship năm năm ba lên năm bốn đấy. Và cái job đầu tiên sau khi ra trường, hai cái vị trí là gian nan nhất. Và nó định hướng rất là nhiều cho cái career của mình sau này. Thì cái việc mà có quan hệ tốt với cả alumni network, tìm chịu khó tìm các alumni của trường và network với các alumni của trường, nó giúp rất là nhiều cho hai cái thời gian đấy. Nhất là nếu mà có một cái journey, nếu mà có trong những tình huống hơi hơi khó khăn hơi một chút trong tình huống của em, để là em thực ra là cái bằng xin việc vào một vị trí không liên quan đến cái major của mình, chỉ có một số cái lớp mình đã học ở trường mà nó giúp có thể giúp được mình thôi, thì cái vị trí này cũng khá là khó khăn. Thì nó cho em phải network rất là nhiều. Và cái first real internship mà đúng ngành data science AI mà em muốn làm thì có được cũng là nhờ qua networking với cả một một alum. May mắn tìm được một alum này đang làm đúng trong công ty đấy, cái startup nhỏ nhỏ ở New York. Và alum này cũng give chance vì chính anh đấy cũng là người đổi ngành, làm đổi từ economics ở Cornell sang economics psychology double major ở Cornell sang làm data science. Thì vì background giống nhau và vì 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 cùng là Cornell Cornellians nên là anh ấy đã cho Phong một cơ hội và phỏng vấn Phong, và nhờ cái đấy mới kickstart được cái journey đổi đổi ngành như thế. Nên là mọi người chung là dù học Cornell hay học trường nào khác thì cũng rất là chú trọng vào cái việc là tìm một trường gọi là network tốt và cố gắng tận dụng cái alumni network này. Và có vẻ như là em rất là phù hợp với cái tinh thần khai phóng ấy, cái sự khai phóng, tức là mình không bao giờ mình đặt mình cố định ấy, và chỉ làm đúng những cái gì mà mình được dạy đúng không, mà luôn luôn tìm kiếm cái gì còn cái gì nữa để phù hợp với mình ấy, và vận dụng những cái nguồn lực mà mình sẵn có để thực hiện được điều đấy. Thế còn Thúy thì sao? Chị biết là cái giai đoạn mà em xin thực tập ấy, nó là một cái giai đoạn cũng là chênh vênh trong cái thị trường chạy tuyển dụng ở Mỹ vào Covid đúng không? Thời gian dịch bệnh. Nhưng mà em có gặp nhiều khó khăn không? Và cái đấy em đã vượt qua như nào? Và chị muốn là tập trung vào cái nguồn lực của trường ấy, nó giúp mình như thế nào trong cái quá trình, cái hành trình khá là gian nan như thế, tìm thực tập khá là gian nan như thế. Nguồn lực của trường thì thứ nhất là về con người đi ha, thì em cũng có được sự trợ giúp rất là lớn từ các anh chị trong trường và ngoài trường. Thì cái internship đầu tiên của em ở VNAI thật sự ra là do một anh PhD đang học Cornell giới thiệu em vào công ty ở thời điểm đó. Tại vì thời điểm đó thì em chưa có kinh nghiệm nhiều, mà cũng qua lời giới thiệu của anh mà em đã có cơ hội được phỏng vấn cũng như là thực tập ở công ty. Nên là em cũng rất là ý của anh Phong về gọi là networking, về học sinh cũng rất là quan trọng. Alumni với lại Cornell là một trường, ý thứ hai là Cornell là một trường rất là lớn, nên là có một lợi thế so với các trường khác là các công ty sẽ tới trường để gọi là giới thiệu về công ty. Ví dụ như là ngày hôm qua là Meta đã tới trường, hôm qua là có một cái networking của Meta. Thì các công ty rất là lớn, cả về Big Tech, cả về tất cả công ty khác luôn, thì em cảm giác như tuần nào cũng có công ty đến trường để giới thiệu cùng với họ, cùng với recruiter là các alumni đã học ở trường và hiện tại đang làm ở công ty đó. Thì họ tới trường để họ giới thiệu về công ty của mình, cũng như là những cái học sinh đó sẽ chia sẻ về hành trình của họ, là Cornell đã chuẩn bị cho họ như thế nào để với công việc của họ tại công ty đó, thì những cái lớp học nào là những cái lớp học mà hỗ trợ nhiều nhất, kiểu đưa ra những cái lời khuyên. Thì em đã đi rất là nhiều cái sự kiện
thay vì các bạn khác là phải đi career fair đúng không, thì cái danh tiếng của Cornell đủ lớn để lôi kéo các công ty về trường, thì em đã đi rất là nhiều các sự kiện trong trường như vậy thôi, những cái sự kiện có quy mô khá là nhỏ và mình được có cơ hội nói chuyện trực tiếp với các recruiter. Và cũng thông qua rất là nhiều sự kiện này mà em đã tiếp xúc được với rất là nhiều alumni, xin xin cách liên hệ của họ và cũng đã xin được referral, lời giới thiệu của họ để giới thiệu em vào làm việc ở công ty đó. Thì em nghĩ là cái việc danh tiếng của trường rất là kiểu to như vậy sẽ cho mình được cái lợi thế hơn hẳn so với cái trường khác. Thì đó. Đấy là cái cách mà em đã có được cái vị trí thực tập đầu tiên tại Mỹ đúng không? Vào năm 2. Và chị nghĩ là đấy cũng là một cái sự chủ động đúng không? Em rất là chủ động ấy. Người ta tìm đến với mình nhưng mà mình từ cái năm nhất ấy mình cũng đã chủ động đi tìm những cái công việc để mình có được cái trải nghiệm thực tế trước khi mình đúng không? Mình có một cái câu chuyện ấy cho cái năm 2 khi mà mình nhà tuyển dụng người ta đến và đến trường Cornell để tuyển dụng các vị trí. Rồi và chị có một cái câu hỏi cho cả hai bạn ấy là thế còn mình đã nói rất nhiều về cái việc mà tìm thực tập đúng không? Ra trường tìm việc ấy. Thế thì cái môi trường ngoài cái việc đi ra ngoài làm industry ấy, thì có bạn nào đã nghĩ đến cái việc mình sẽ làm nghiên cứu ấy và đi theo môi trường academy học thuật không? Và trường Cornell ấy có phải là một cái môi trường lý tưởng ấy cho những bạn nào mà thích làm nghiên cứu ấy, rồi là ví dụ như học lên sâu hơn, lên tiến sĩ chẳng hạn. Có bạn nào bỗng chờ một Có em hồi trước em đã làm nghiên cứu khoảng hơn 2 năm. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ làm nghiên cứu trong academia. Em nghĩ là nếu mà làm nghiên cứu thì em sẽ làm research ở trong trong industry thôi. Nhưng mà có em có nghiên cứu về bacteria, nói chung là làm việc với các bacteria, làm các gọi là khuẩn. no, no, novel mà làm về vi khuẩn, làm về các cái làm về các loại gọi là gì, novel antibacterial candidates, làm về những kiểu nghiên cứu về kháng sinh mới ấy. Nhưng mà rất là giai đoạn rất là sớm, kiểu rất là sớm basic về để tìm ra, để cố gắng tìm ra các thuốc kháng sinh mới. Thì tự nhiên là Cornell, mọi người chắc cũng biết là nó là một trường research rất là mạnh, và gọi là về mặt nguồn lực, về mặt tiền, về mặt budget cho research, về mặt máy móc các thứ kỹ thuật thì rất là tốt. Cũng có nhiều giáo sư nghiên cứu hàng đầu. Các bạn dù có không định hướng là làm research sau này thì cũng có lẽ nên tận dụng cơ hội mà làm thử research một thời gian cho biết. Nó mang lại cho mình những cái skill rất là quan trọng trong này. Ví dụ như là làm research xong thì cảm thấy là mọi thứ nó không không có gì quá ghê gớm cả, vì mình thực sự được bắt tay vào làm những việc mà mình chỉ thấy bình thường, chỉ thấy là trong trên trên paper, trên trên báo, trên các thứ. Lúc mình làm thấy là mình cũng có thể làm được, và biết đâu đấy có thể có các đối với các em thì thấy là research không phải dành cho em, nhưng mà có thể có những người sẽ thích research và sẽ thay đổi cái đấy là một career. Thì nếu mà làm được career research nó cũng có mấy lợi, nhưng nghĩ đấy là về việc visa thì đỡ phải lo. Nếu mà làm research cho các trường liên quan đến các trường và non profit thì có thể có một số cái lợi về về mặt visa các thứ, làm cũng là rất tốt cho họ đi học trên quốc tế. Nó cũng là một cái lựa chọn đúng không? Nếu chẳng may Đó. mình không tìm được việc mình thích hoặc là không được sponsor được được bảo, tài Đấy, trợ đúng không? Sponsor đó. bởi công ty chẳng hạn Full thì đấy cũng là một cái lựa chọn để đi theo con đường làm thẻ xanh ấy cũng tương đối nhanh. service. Đó, Còn Thùy thì sao? EB2. Thì EB2 NIW đúng không? Dành cho những cái người mà có những cái thường là dựa vào những cái bài báo đăng, những cái citation để được nhận để được làm thẻ xanh. Thế còn Thúy thì sao? Thấy Em thì thấy em là đã không chọn luôn là entrepreneur startup rồi. Thế nhưng mà cái nghiên cứu có bao giờ lấy một cái lớp nghiên cứu nào không? Và nó có giúp ích được gì cho cái việc mình làm industry ấy, đúng không? Và có thể là sau này em startup một cái gì đấy. Giống chị Thật Huyền ra thì Trúc. em cũng không focus vào hướng nghiên cứu lắm, nhưng mà em thật ra trước giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghiên cứu, tại em cảm thấy bản thân mình không có hợp, ý là em không thể nào đọc để làm nghiên cứu được. Thì
cái kỹ năng đầu tiên là mình phải đọc kiểu rất là nhiều literal, đọc rất là nhiều cái bài báo để biết được là à hiện nay thế giới nó như thế nào và cái xu hướng nó là làm sao và mình sẽ nghiên cứu những cái gì mới đúng không? Thì em cảm thấy bản thân mình khi mà đọc những cái bài báo đó, em cảm thấy là mình không có đủ kỹ năng, không phải không có đủ kỹ năng mà em không có quá nhiều hứng thú đối với việc đấy, nên là em cũng không đi theo con đường research lắm. Nhưng mà em có hang out với rất là nhiều các anh chị PhD cũng như các bạn làm research, thì em cũng biết được một số thông tin cơ bản. Thì ví dụ như là ở Mỹ thì trường research được chia làm 3 loại, research loại 1, 2, 3, thì Cornell là research loại 1. Và ở trong trường á có rất là nhiều các giáo sư rất là open với việc làm bản thân mình tới đó và hỏi họ là à không biết là thầy cô có dự án research nào hay không, hoặc là mình biết trước là thầy cô đang làm dự án A đi, thì mình tới đó mình hỏi họ, mình bảo là à mình hứng thú vào cái dự án đó và có thể cho mình tham dự được không. Bản thân em chưa bao giờ nghiên cứu cả, nhưng mà em đã connect được khá là nhiều bạn vào các phòng lab phù hợp do networking của em khá là rộng, để họ có thể, thì Cornell rất là open về mấy chuyện này, mà các thầy cô cũng khá là rất là dễ. Các thầy cô kiểu còn thậm chí còn khuyến khích mình là hãy nếu ai có hứng thú với đề tài này thì hãy tìm thầy hay là hãy tìm cô, thì phòng lab đang thiếu người rồi. Em thấy Cornell là một Free labor nhà rất là gọi là dễ trong việc là tại vì trường lớn mà, trường lớn thì sẽ có càng nhiều cơ hội đúng không, thì càng nhiều cơ hội thì nó sẽ chia đều cho tất cả mọi người, nên là không không sợ là mình sẽ không tìm được, nên là đó. Nên là các bạn nào mà muốn tham dự research thì Cornell là cũng là một cái lựa chọn thuộc dạng top. nè. Cảm ơn các bạn muốn bạn. làm research thế nào thôi. Free labor mà các thầy cô không chê Đó, cái đấy sẽ hỏi ở phần các công việc làm thêm đúng không? Ở trong trường như thế nào? Vậy thì mình bước sang cái phần tiếp theo là về môi trường sống và những cái hoạt động cộng đồng ấy trong cái quá trình mà bọn em học tại Cornell đúng không? Thì có hoạt động nào mà em thấy rất là thích ấy trong thời gian em học không? Và có hoạt động nào nhé? Và cũng là một cái câu hỏi khác nữa là có hoạt động nào mà em cảm thấy chỉ có ở Cornell mới có ấy, và em muốn giới thiệu ấy, cho những người mà chưa từng biết về trường ấy, về cái hoạt động hoặc là một cái truyền thống đấy. Không biết là học nhiều quá có quên mất là phải tham gia các hoạt động không? Bởi vì chị thì chị nghĩ là chắc Phong ấy sẽ phải rất là năng động và tò mò nhiều 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 cái khác nhau. Ừ. Thế thì Phong trước. Em làm nhiều thứ lắm em và nói chung nhiều thứ. Cornell có chương trình thể dục rất tốt, PE program của chắc là loại số 1 thế giới, có những môn rất là khó tìm ở nơi khác như là leo cây này, rồi leo 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 hang đá. Ôi có môn leo hang đá em không đi, roommate em mà đi, thế là kiểu có một đợt kỳ fall break là chúng nó đi 3 ngày chui vào hang đá xong rồi ngủ luôn trong đấy, chung là rất là hardcore. Có thể học ski ở trường. Hồi xưa ở trường thì em học bắn súng, học rồi thì học lớp wine ở trong hotel school, lớp lớp wine đấy là lớp rất nhiều học sinh năm cuối muốn học Kiểu để tìm rượu ấy hiểu hả? về rượu vang và tìm Đang hiểu đúng về không? rượu Ngoài vang. nhồi. Tuần nào thứ tư cũng được thử 4 5 loại rượu gì đấy ở trong trong cái setting rất là hay, và đến bây giờ em vẫn vẫn đang khá đam mê rượu vang vì nhờ nhờ qua cái lớp học đấy. Nghe chừng là Thúy sẽ thấy đúng không? Là nghe chừng là kiểu thấy mắt Yeah. mở to ấy đúng không? Nghe Highly recommended. có thể là Great, great thực ra thì em task. cũng biết về cái lớp đấy rồi tại vì cũng rất là nhiều bạn muốn học. Mà bên cạnh đó thì Cornell có một cái trang trại nuôi bò, không biết mọi người có biết hay không, thì ở ngay trong trường có một cái nhà máy sản xuất sữa, sản xuất kem. Thì Cornell nổi tiếng về Cornell Dairy Bar là kem Cornell. Thì có một cái lớp là sáng tạo các vị kem mới, mọi người sẽ vô, mọi người tự tạo ra một cái gì đó mà mình thích
Và cuối cuối mỗi cái lớp học đó thì không phải cuối mỗi lớp mà cuối mỗi kỳ thì sẽ có một cuộc thi là vị kem ngon nhất, thì bạn nào mà ai mà có được vị kem vote nhất thì sẽ được feature ở Cornell Dairy Bar trong vòng 1 năm. Mọi người sẽ được gọi là ô vị kem của vị kem mình thích, vị kem mình tạo ra sẽ ở đấy. Thì cũng khá là interesting. Cornell có cái chương trình food science rất là mạnh, nên là bên cạnh đó, bên cạnh cái lớp làm kem đó thì có một cái lớp học làm, có một cái lớp học, không phải là lớp mà giống như là có một cái chỗ để mình học nấu ăn. Học nấu ăn rất là nhiều kiểu, mỗi tuần thì nó sẽ có một cái món ăn khác nhau mình đăng ký. Mà thậm chí có một ngày em không hiểu tại sao cái lớp đấy lại học cách làm mì gói. Nhưng mà nó rất là kiểu thú vị và đa dạng, mình có thể đăng ký mình đi học. Thì tại vì cái program Food Science của Canada rất là mạnh nên là họ truyền bá rất là nhiều trong cái phần này. Thì em có hứng thú rất là lớn, thì thay vì anh Phong là hứng thú về PE đi, thì em là hứng thú rất là lớn tới đồ ăn. Nên là em khám phá rất là nhiều mấy cái thứ linh tinh liên quan tới đồ ăn thức uống này. Thậm chí ở trường có một cái chỗ là Annabelle Grocery, là một cái tiệm tạp hóa của học sinh của trường lập lên, mà trong đó cũng tổ chức rất là nhiều lớp học dạy nấu ăn. Ví dụ như ngay vừa thứ hai hay thứ ba vừa rồi là có làm dumpling, mọi người tới, mọi người trộn nhân dumpling, làm dumpling với nhau, xong rồi cũng ngồi ăn chung thôi, cũng không phải là bán gì cả, nhưng mà ấy là ít ra nó vui, với đồ ăn là miễn phí. Em đi cũng nhiều. Thì tại vì em nghĩ là do Cornell nằm khá là biệt lập so với các thành, ví dụ như các trường khác nằm ở trong Syria, thì Cornell lại nằm ở trong Ithaca, là một nơi cũng khá là xa. Cũng xung quanh đây thì gần nhất là thành phố lớn thì chắc có Syracuse 1 tiếng đi xe, khá là xa. Nên là học sinh của trường cũng tự entertain lẫn nhau, cũng có rất là nhiều thứ thú vị. Nếu mà bạn chịu tìm tòi thì cũng có rất là nhiều thứ vui vẻ có thể làm. Đấy là tận dụng hết được cái sự sáng tạo của mình đúng không? Bởi vì là Phong sắp phải rời đi ấy, thế thì mình sẽ chuyển sang cái phần các cái công việc ấy ở trong trường ấy. Bởi vì chị biết là bọn em cũng có học bổng, có hỗ trợ tài chính, chính xác là hỗ trợ tài chính đúng không? Từ từ trường để trong cái quá trình theo học. Thế nhưng mà mình cũng có những cái nhu cầu khác ấy. Thế thì đúng không? Đi chơi, đi travel chẳng hạn đúng không? Networking các thứ. Thế thì những cái công việc nào ấy bọn em làm ở trong trường ấy để có thêm thu nhập và cũng có thêm trải nghiệm ấy. Thì em thì câu hỏi này chắc là khá là obvious với nhiều bạn, thì em làm TA. Mỗi kỳ em TA một lớp khác nhau, thì để gọi là reinforce my kiểu learning. Ví dụ như là kỳ kỳ phone em học lớp lớp 1, thì ngay kỳ tiếp theo em sẽ TA cho cái lớp 1 đó. Xong rồi trong kỳ đó mà học lớp 2 thì ngay từ tiếp theo sẽ tia cho cái lớp 2 đó. Thì cứ kiểu càng ngày càng lên thì em càng ngày cái lớp em tia nó cũng càng lên. Có nghĩa là em sẽ tia cho cái lớp mà ngay kỳ trước em vừa mới học. Thì nó giống như kiểu em học một thứ hai lần. Thì nó vừa, thứ nhất là cái nguồn thu nhập của em nó khá là, nó vừa đủ để em gọi là ăn và cũng là ăn chơi. Và nó cũng gọi là giúp em kiểu reinforce my learning, để kiểu nắm rõ hơn material để có thể gọi là làm các dự án. Thì cũng cũng không có gì quá đặc sắc. TA là Teaching Assistant các bạn ạ, tức là dạy cho các cái lớp mà dạy dọn trợ giảng cho các cái lớp ở trong trường. Thế còn Phong thì sao? Thúy Thúy Trăn thì Thúy là được ETA, còn em thì không, thấy học xong thấy mệt lắm rồi không muốn TA nữa. Cần TA cần cần nhận em làm một cái video project, kiểu khá là random, tình cờ bắt bắt gặp thôi. Đấy là có một cái có một cái trong trong trường thì ngoài các thầy cô, ngoài làm cho trường ra thì sẽ có thể làm một số cái như kiểu board member của những cái organization. Thì trong 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 Food Science School có một một thầy làm trong một cái tổ chức về dinh dưỡng cho châu Phi, thì thầy muốn làm một cái vị một một loạt các video về cách cách để như kiểu giải quyết nạn đói châu Phi một cách để hơn, ngoại trừ kiểu họ họ làm cái framework của Liên Hợp Quốc để loại để giúp cho cái nạn đói châu Phi.
thì các thầy cô cần làm những kiểu về video infographic về vấn đề đó. Thì vì em có cái side project sẵn là làm video dạy infographic giải thích kiến thức rồi, nên là em tiện thể làm luôn job đó luôn, rất là vui. Cuối cùng video được chiếu ở trên kiểu mấy cái meeting của cái hội đồng về lương thực đó của Liên Hợp Quốc. Xong này thầy đi xong này cho mình quay lại cho mình xem, và video này được chiếu ở conference, thì mình thấy cũng rất là, chung thấy cũng rất là vừa vừa có tiền mà lại vừa thấy cũng rất là fun. Sau đó thì em có một đợt làm research. Lúc đầu thì research là không không được trả tiền, unpaid volunteer, nhưng mà một thời gian mình làm tốt rồi thì bắt đầu làm research assistant được trả tiền, thì cũng là một cái Là trợ lý cái nghiên interesting. cứu đấy. À, bạn ấy làm một cái vị trí research assistant RA đúng không? Là trợ lý nghiên Dạ, cứu. trợ lý nghiên cứu cho các lão sư được. Là những cái công việc mà mình nghĩ là nó cũng giúp cho làm mạnh ấy, cái hồ sơ của mình đúng không? Mình cũng có những cái kỹ năng về về làm nghiên cứu nữa, và một cái thư giới thiệu, chắc chắn là có một cái thư giới thiệu rồi đúng không? Từ từ thầy mà bọn em làm việc cùng ấy. Và trước khi khép lại chương trình ấy thì Phong, em có một cái điều gì mà trong cái quá trình học tập tại Cornell ấy đã thay đổi góc nhìn của em ấy, và em cũng mong muốn chia sẻ cho các bạn ấy mà đang rất muốn nộp hồ sơ vào trường, muốn học tại cái môi trường Cornell ấy, nên biết ấy. Câu hỏi này cũng khó, vì thực ra em cảm thấy là Cornell 4 năm thì nói chung trường nó thay đổi góc nhìn của em almost, tức là gần như có thể nói là hàng hàng ngày hàng hàng ngày hơi quá, có thể ví dụ hàng hàng tuần hoặc hàng tháng lúc nào cũng có một cái gì, một cái trải nghiệm gì đấy làm cho mình cảm thấy là Reflect có những đúng thứ không? Phải phải và cảm thấy là mình có một cái gì đấy trước đây mình nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ A và thực ra là B. Thì nói chung đấy, cái em muốn muốn last few last word các bạn, thì các bạn nên là thực sự là open minded và quan trọng cái diversity của trường về mặt cả về mặt kiến thức, về mặt con người. Thực sự là nghĩ về nó làm cái sẽ giúp bạn rất nhiều trong trong cuộc sống sau này. Và khi chuẩn bị hồ sơ thì chắc là cái đấy cũng là một cái điểm mà có thể show được cái diversity về mặt đa dạng, về mặt experience của bản thân mình, về interest của mình, về về academic interest của mình, thì chắc là cũng một cái điểm mà trường sẽ appreciate. Rất là hay, đấy là một cái rất là quan trọng ấy, để các bạn có những cái điểm nhấn nhất định ấy trong cái hồ sơ. Thế còn Thúy thì sao? Trước khi khép lại chương trình thì câu hỏi bao giờ cũng là em đã có những cái gì, tức là quá trình em học hết Cornell ấy, nó đã thay đổi được cái điểm gì ấy, khiến em thấy là mình thay đổi nhiều nhất ấy, và em muốn chia sẻ lại cho các bạn. Có những bạn thì bạn ấy Em cảm thấy là chắc cũng giống anh Phong thôi, em cảm thấy là em open minded hơn. Có nghĩa là trước lúc vào trường thì em lúc đó là em chỉ ở Việt Nam học 18 năm, em cũng không tiếp xúc được nhiều với các gọi là tư tưởng khác nhau, với các tôn giáo khác nhau, với các gọi là cái cách mindset khác nhau. Khi vào trường thì em tiếp xúc được nhiều hơn, em gọi là kiểu đỡ lúc em nghĩ là lúc trước em khá là conservative theo một cái kiểu nào đấy, em cảm giác là như vậy. Nhưng mà khi vào trường mà khi nói chuyện với lại nhiều bạn thì em cảm thấy là à, hóa ra nó không là như vậy nữa ấy. Có nghĩa là cái diversity của Cornell thật sự là một điểm rất là khác biệt so với các trường khác. Với lại em nghĩ là nếu mà được quay lại mà đổi hồ sơ của em một lần nữa thì em sẽ nhấn mạnh hơn về việc là how I use the diversity của Cornell để làm nhiều việc, kiểu thay vì là chỉ focus vào technical không thì cũng có thể gọi là về các kỹ năng mềm cũng như là những cái vui như là lúc nãy anh Phong vừa chia sẻ về lớp white, hoặc là về cái ice cream, hay là về những cái thứ mà unique chỉ có Cornell mới có. Thì dạ đó. Đó, tức là và qua cái buổi ngày hôm nay thì mình thấy rằng là các bạn, nhất mình cảm giác là nó thật sự khai phóng, tức là bạn có thể trải nghiệm mọi thứ ấy bạn đúng không? Và nhưng mà giữa những cái có quá nhiều thứ như thế, bạn phải thật sự biết mình là ai, bạn phải lấy được đúng cái đúng không, phù hợp với mình.
chứ không thể lan man được, bởi vì nếu mà lan man thì rõ ràng là sau này đúng không, ra cũng không xin được việc. Mình phải nói thật là bạn lan man quá cũng không được, nhưng mà rõ ràng là bạn, vì sao họ phải vừa tìm được một cái người mà phải rất biết rõ mình là ai, để khi mà vào một cái môi trường có quá sự nhiều sự lựa chọn, đúng không, có quá nhiều sự đa dạng ấy, thì mình phải có cái định vị về bản thân mình. Đây là một cái mà mình thấy đây là một cái buổi chia sẻ về một trường ấy, mà có rất nhiều cái trường trong cái series này, nhưng mà mình thấy rằng là hai bạn đã nêu ra được một cái rất nổi bật ấy từ từ Cornell, và cái đấy nó không 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 tức là từ những cái gì mà mọi người đọc ấy, thì bây giờ đã được trải nghiệm và nghe được những cái sự chia sẻ của những người trong cuộc. Và mình cảm ơn hai bạn Phong ấy và Thúy ấy, đã chia sẻ một cách trọng tâm ấy, và những cái điểm quan trọng về kernel để giúp cho các em học sinh có nắm được những cái đấy, xem là mình có phù hợp với trường hay không. Và mình hy vọng là những cái thông tin ngày hôm nay ấy sẽ giúp cho các bạn nộp hồ sơ tới đây ấy, hiểu thêm về trường và biết là thích ăn kem đúng không, thì kernel sẽ là một sự chọn đúng không, thích nếm 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 rượu đúng không, và trải nghiệm đồ ăn các thứ ấy, thì yeah, đây là Thích một cái thích leo đồi, thích leo leo đồi đồi mùa đông trong trong nằm trời bão trong tuyết thì hang đúng không, yeah, that would be perfect for you. Yeah. đấy rồi đấy, thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian buổi sáng ngày hôm nay cũng như là buổi tối ở Việt Nam ấy để theo dõi toàn bộ chương trình, và hy vọng rằng là các bạn sẽ đạt được thành tích thật tốt trong mùa tuyển sinh năm nay, và chúc cho hai bạn là sẽ sớm thực hiện được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Mình nghĩ là các bạn sẽ đi rất xa đúng không, đó sẽ next có hy vọng là có một cái chủ đề nào đấy đúng không, 5 năm nữa thì sao, các bạn đang ở đâu. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và để nhận được các cái thông tin về tư vấn ấy, thì các bạn có thể gửi qua APUS, Facebook của APUS hay là website apusvietnam.com để nhận được những cái sự tham vấn ban đầu trong cái quá trình học tập và làm việc ở tại Mỹ. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi sáng an lành ở tại Mỹ và một buổi tối ngủ ngon. Cảm ơn tất cả các bạn.